Đây là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Dây chuyền sản xuất sản phẩm. Đây là bên kia là đóng gói kìa. Nó chạy rất là chậm nên chị thấy là nó phải kiểm tra xem là mình dán cái nắp lên nó chặt chưa ấy, và sau đó nó chuyển sang bên kia để dán nhãn. Nhãn ở bên kia đó. Đó, bên kia chị nhìn này, đây là ban đầu tiên chỉ là hộp vỏ hộp không có nhãn, sau khi sang bên kia qua một cái quá trình ở bên kia bên trong đó, bên trong này sẽ tự dán là nhãn đó. Có lớp trùm. Excuse me, I'll just show you further along. Đang trộn sản phẩm. We have two blenders. Đây là hai máy trộn. 180 kilo is the one you can see, and there's a 600 kilo in the room behind it. Cái này là năm trộn được 150 kg, còn một cái trộn 600 kg ở phòng phía sau kia. Okay. Upstairs, I'll show you this conveyor, the incline conveyors. Và có cái đường ống dẫn để đẩy sản phẩm lên trên, và nó sẽ có người ở trên đó để họ đưa sản phẩm xuống cái máy này. Yeah. And the difference between this one and the new plant is then we have to bag it off, take it in, and then we put it into the hoppers on the machines. Whereas the other, remember the other one's in one three story high, so it goes down vertically. Anh chỉ nhớ là cái máy mà quay đi tâm để lấy ra sữa bổ trước thì nó sẽ được chuyển sang phía bên này để cho xuống đây và trộn. So it does between 10 grams and 35 grams. Single serve. Hey! So behind you is the raw materials warehouse. Bên đằng sau lưng anh chị là những cái nguyên liệu thô. Đây là nguyên liệu thô để làm ra sản phẩm của tập đoàn New Image International. Số những cái nguyên liệu thô và được nhập từ nước ngoài về ở phía sau này ạ, phía bên sau lưng anh chị. Cái màu nâu là những cái túi mà sữa bổ mình tự sản xuất. Những túi màu nâu là sữa bột từ mình, từ tập đoàn sản xuất. Đây là mình đủ biết rồi. Cái lo nó mình nhìn thấy một loạt những cái thành phần sản phẩm thì ngoài thành phần đấy ra cái mà nó làm cái khối lượng nó là sữa hộp, bột sữa tập đầy skim milk. Đây anh Thái, anh đứng ra đây để em hỏi. Chất 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 thứ tự khối lượng từ trên xuống dưới, cái nào nhiều nhất là cái đấy ở bên trên. À, tất cả anh chị em thị trường Việt Nam, đây là văn phòng New May quốc tế đặt tại New Zealand, và hôm nay đoàn Việt Nam rất là vinh hạnh đến để tham quan văn phòng này với rất là nhiều sự háo hức khác nhau, và chúng ta cùng vào văn phòng để khám phá nhé. Đây là tất cả các sản phẩm đã có mặt trên thế giới và thị trường Việt Nam, và đây chính là văn phòng làm việc của tập đoàn. Chúng ta cùng vào trong khám phá. Và đây là hình ảnh của tất cả các quốc vương đặt 4 lần quốc vương tại các thị trường các quốc gia. Và họ sẽ được tuyên dương, có hình ảnh ở đây. Và đây là văn phòng làm việc của chúng ta. Và đây là văn phòng làm việc của tập đoàn New May. Văn phòng rất đẹp và rất hoành tráng. Và chúng ta cùng đi tới với nhà máy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát đến nhà máy để chúng ta tiếp tục tham quan nhà máy. Và đây là khung cảnh phía bên ngoài của tập đoàn. Khung cảnh phía bên ngoài của tập đoàn New May. New May. Và mọi người đang rất là háo hức để chụp những tấm ảnh đẹp nhất ở khung cảnh bên ngoài của tập đoàn. Ở đây là logo, tên và logo của tập đoàn New Miss International. Máy của cô nè, cô lấy được đâu? Tôi đã đến đây lần thứ 2 của tập đoàn, nhưng mà rất là háo hức và mong muốn được đến nhiều lần hơn nữa.
và tất cả anh chị em đã không biết đến New May thôi, đã biết đến thì phải quyết tâm lên được 5 sao vàng để đạt được tất cả mọi giá trị cùng với tập đoàn New May. Hẹn gặp lại anh chị em ở nhà máy.